Dạ thì đây là dành ít phút chia sẻ về một cái máy chưa rớt, đầu lòng chưa rớt. Thì hôm nay là em tiến hành kết thúc ráp xong xe Exciter anh Phát, dọn full mới lại từ đầu. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. Chào 500 anh em YouTube. Thì bây giờ là mình đến với xe Exciter con tự động đời nhiêu đi, 206 dọn mới. Xe này sẽ dọn mới thì giờ mình sẽ cho bộ phận camera quay sơ tình trạng chiếc xe cho bạn coi. Và cái xe này rất là đẹp nha. Nó đẹp không những là về hình thức máy mà nó còn đẹp cả ốc ép nữa. Còn cái xe này á, mình không có tính dàn áo, bởi vì dàn áo là chủ xe mới mua, mới thay, mới dán lại. Cái dàn áo các bạn trên xe đang thấy là đúng của nó 100%, nhưng mà do chủ xe mới mua thôi, tất cả ốc ép đồ á thì là chủ xe chưa xi lại. Trên xe này cái gì mới thì chủ xe đang thay dàn áo mới, sơn lại cặp mâm, thay cặp vỏ, thay gác chân, thay gear bô, còn tất cả mọi thứ là còn cũ hết. Và cái xe này là mình sẽ có một cái phương hướng giải quyết nó hơi rắc rối một chút cho xe này, nhưng mà nó sẽ đem lại là cái tính cái độ chắc nó hơi bị đỉnh. Xe này mình đã chạy thử rồi, máy móc ok cực kỳ. Và xe này còn đẹp hơn Exciter mà màu vàng đen mà của em trai ở ngoài Đà Nẵng hay ngoài Nghệ An gì gửi vô cho mình nữa nha. Xe này rất là tuyệt vời về phần máy á và ốc ép xe này luôn. Nhưng mà xe này nếu mà đúng luôn thì cái chất xe, nếu mà anh em buông xe hoặc lái xe người ta sẽ không thích, bởi vì là có dặm có sơn lại nên người ta sẽ không thích. Nhưng mà em thì em thích, bởi vì cái xe này là dinh hết toàn bộ 100%, đúng nghĩa dinh hết. Thì bây giờ trước mắt là em sẽ lột trần dàn áo ra cho các bạn coi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn, thì đây là một trong những sai lầm của Tây ha. Cái xe này đã dọn rồi, nhưng mà thực sự là người cũ á, người ta dọn á cũng rất là tận tình và cũng rất là có tâm. Ốc ép là người ta ráp đúng hết, màu sắc người ta cũng xi cũng đúng, nhưng mà những cái màu xi này nè thì mình góp ý với bạn luôn là nó rất là dễ cũ và rất dễ bay màu. Thì đó, trước mắt là hiện tại là nó nổ nè, là một, với lại có một số ốc á người ta ráp sai, nhưng mà đa số á là ốc người ta ráp đúng là khoảng 80%, còn 20% lại còn sai, cho nên là mình mới biết là cái xe này có dọn rồi là một. Với cái thứ hai á là cái xe này á là do cái màu xi á nó không có đúng, cho nên là mình mới phát hiện ra là đã dọn rồi. Đó, ốc này nữa nè, ốc con té này đúng mà ốc này thì sai. Ốc này cũng xi lại mà do cái xe này là người ta dọn mà kiểu là dọn 2-3 năm, cho nên là nó còn liền, nhìn nó liền đó, nên nhìn nó liền lắm. Chứ còn nếu mà xe mới dọn thì nhìn biết liền. Cái miếng cao su này người ta mua không có, người ta chế nè. Ốc này cũng lai rồi. Này chắc đó dọn là để cục máy á, giống như rã ra sơn xi thôi. À, lúc đầu nhìn hết hồn, lúc đầu nhìn bốn ốc phụ nó đùn, cái xe đẹp quá, tưởng chưa rớt luôn á. Này ốc chữ S. Đây là xe Exciter của anh Phát. Thì bây giờ là mình sẽ rửa. Mình rửa và mình để nguyên cục máy mình rửa luôn á các bạn. Rửa xong xuôi đồ hết rồi mình mới gỡ ốc ra mình xi sau nha. Chung cái việc rửa này thì nó kéo dài lâu lắm, một ngày, hai ngày, ba ngày, đến khi cả tuần lần cứ rửa xong chờ nó khô, rồi rửa, rồi chờ nó khô, rồi rửa, rửa rồi chờ nó khô. Và xe này sẽ có rất là nhiều cái đáng nói với các bạn ha. Thì bây giờ là bắt đầu em sẽ mở nắp nồi xe anh Phát ra.
và em sẽ lấy lóc em đi rửa thì các bạn coi nè, cái máy tới công chuyện các bạn. Rồi coi nè, trong đây là sình một đống luôn nha. Cái lọc nhớt này chắc cũng lâu lắm rồi chưa có thay á, thì em sẽ mở hết bộ nồi này luôn ha. Và cái xe này của anh Phát thì em sẽ xử lý là em để cục máy dính trên cái sườn, em rút bi đông chẳng 3 phục trước ra em sơn, và em để cục máy dính trên sườn luôn á, chứ em không rớt cục máy xuống nha các bạn. Coi ba ốc nè như cái kiếm vậy á. Rồi qua bên này luôn. Tính ra là bởi vậy nói một cái máy không trẻ thì bây giờ tôn thờ nó thì cũng không đúng, mà nó êm như xe anh Phát á thì đúng là thiệt, mà bây giờ lỡ cỡ khó chịu dễ sợ. Bạn con nè, quẹt đi dữ vậy, trời ơi. Trời ơi, dữ đó, 500 là không ổn rồi. Đấy, này sao thấy sai sai ta? Không ổn rồi đó, xình không mà cứt không à. Cái này chắc hỏi ý kiến đại ca thử làm sao quá. Sai quá sai ta. Đấy kéo xe ra chút anh quay cho rõ tới. Ồ má, có cái nào cái này bỏ đang bỏ nhốt đặt cho mày không ta? Cho nó im á. Má nó này biết bữa thay hộp nhớt thử nó làm sao không? Mà thay nó cũng có ra được cái này đâu mà. Ủa vậy? Má này thấy sai sai nó trẻ quá. Dạ thì đây là dành ít phút chia sẻ về một cái máy chưa rớt, đầu lòng chưa rớt. Thì thật sự là quá nhiều người và quá nhiều cái độ tuổi người ta tôn thờ những cái xe mà chưa rớt máy, chưa rớt đầu lòng, rồi chưa rớt này rớt kia. Thì mình là cũng nằm trong số đó nha các bạn. Mình cũng nằm trong số đó chứ không phải mình không có nằm trong số đó đâu. Nhưng mà đa số những cái xe của mình thì hầu như là mình dọn xe ẹt này 5-6 năm nay thì chưa có một xe nào mà mình không rớt hết. Ngay cả một cái xe ẹt màu vàng đen của em trai ngoài Hà Nẵng, em trai đó mua cái xe ẹt là xét 60 triệu cái xét xe mà mình cũng rớt luôn. Bởi vì xe của em trai thì cái máy thật sự đã kêu rồi. Còn riêng về xe anh Phát á, thì thật sự mình chạy là... Anh Phát chạy từ dưới quê, ở đâu lên ta? Tiền Giang. Dưới Tiền Giang chạy lên là cái xe anh vẫn êm ru nha, chưa kêu nha. Nhưng mà là ngày hôm nay á, và thật sự là mình nhận vấn đề về chiếc xe này á, xe ảnh có nhiều cái để nói lắm nha các bạn. Bởi vì xe này á, mình đầu tiên mình sẽ nói phần máy này trước đây. Phần máy này thì chưa trẻ và chạy thực sự rất là êm và rất là thích. Nhưng mà mình định là để như vậy nè, rồi bắt đầu là mình dọn nguyên cái xe lại, mình không rớt ốc treo máy xuống á. Mình để vậy, mình dọn luôn. Nói chung là mình dọn cái xe là không làm máy, chỉ là nếu mà bây giờ mình làm là mình sẽ thay sân cam, chỉnh cò, làm nồi là hết, không rớt bùng giữa ra. Nhưng mà sau khi mà quay tiếp vô đây, sau khi mà mình mở hai cái nắp nồi ra có kết quả sổ số thì là mình thua. Thì cái này mình cũng nói luôn là mình nói thôi anh chỉ đi, anh chỉ cho nó ngon, chỉ để mà sau này ví dụ bây giờ nếu mà không trẻ em ráp lại á thì có êm hay không xin phép thưa với các bạn, thì em không dám hứa trước. Bởi vì có thể xe này là anh Phát mua cũ, người chủ cũ người ta đổ nhớt nặng vô chạy nó êm thì sao, là một hai là nếu mà bây giờ nó chưa hư em đáp vô lại nó vẫn êm luôn, nhưng mà khi mà nó êm xong rồi 1-2 tháng sau, 3-4 tháng sau, 1 năm sau nó kêu ròn sao, nó lột dơm ròn sao, thì tới lúc đó là nguyên cái xe mình đang mới hết rồi, mình gỡ ra cái mình làm thì nó nát ốc, nát đồ, nó chày giàn áo, nó chày sơn đồ, tất cả các thứ, đúng không các bạn? Đó thì ở đây là mình cũng chia sẻ thêm cho các bạn về những cái khó. Cái này là thực sự là sẽ là một cái khó khi dọn xe, chứ không phải là một cái dễ. Bởi vì một cái xe nó nát luôn hết toàn bộ thì nó dễ, hoặc là một cái xe
nó cũ hết rồi, bắt đầu nó lột vô, nó kêu vô anh thì dạ, đụng vô là em chơi luôn á, em bập nó luôn. Còn cái này là em đang cố gắng em giữ lại cái nét dinh cho người ta, nhưng mà không được. Mình sẽ nhìn nhận vấn đề là nên khách quan một chút, chứ không phải là mình đừng nghĩ là mình phải giữ lại, bởi vì cái xe này người ta mua để người ta làm cũ, chứ không phải là người ta mua để người ta buôn bán. Nếu mà người ta mua để người ta buôn bán thì là phải đầu lòng chưa rớt, nhớt chưa thay, chưa thay thì để ra một đống sình trong đó luôn. Còn này mua để làm cũ để đi là nó phải khác, là cái xe nó phải đảm bảo được sau khi mà dọn lại với số tiền mấy chục triệu, nó phải chất, nó phải đỉnh và nó phải tồn tại lâu và mãi mãi thêm 20 năm nữa, chứ không phải là nó chỉ sử dụng tiếp được 3 tháng 4 tháng là phải rớt xuống làm máy đó. Còn cái xe này nó rất là lạ, lạ ở điểm này nè, thật sự là mình cũng hỏi anh Phát là mình rất nên hỏi lại người chủ xe đây, cũ xe này ai dọn. Cái xe này là có dọn rồi chứ không phải là chưa dọn nha. Nhưng mà mình muốn biết cái người dọn cũ ở đây là để làm chi, bởi vì người ta dọn quá đẳng cấp. Cái xe này người ta dọn là từng con ốc, người ta dọn đúng màu, nhưng mà giống như là dạng kiểu dưới quê á, thì giống như là màu sắc xi nó không có được dạng chuẩn, hoặc là nó không có được đẹp như ở trên này thôi. Còn ví dụ cái này là sơn màu xanh, cái này là sơn xi màu vàng, từng cái món là những cái nắp này, con ốc này luôn, từng cái con ốc, từng cái chi tiết nhỏ trên xe người ta xi đúng hết 100%. Và ngay cả thời xưa có thể xe này dọn ít nhất 3-4 năm, mà cặp tán cổ nè, cái người ta xiết cái cặp tán cổ nó cũng thẳng như mình vậy đó. Là mình hay dọn xe là mình hay xiết vậy nè. Còn mình nói với bạn trong hãng người ta xiết gì không, thì trong hãng không bao giờ mà người ta xiết gì hết, người ta chỉ lóc cái tán cổ này nó cứng hoặc không cứng thôi. Còn thực sự cái người cũ này nè, người ta dọn cái chiếc xe này quá đẳng cấp luôn các bạn. Người ta dọn cái chiếc xe này mà kêu là nhìn là không biết mà dọn nó yếu ngờ á. Bởi vì màu sắc của nước xi á, mình nhìn quen á thì mình biết là cái màu này là màu đã làm lại và xi lại rồi, chứ không phải là màu dinh theo từng con ốc. Và thực sự cái xe này anh Phát mua với số tiền khoảng 50 mấy triệu á, thì ngon không, hoặc là có bị thuốc gì không, thì mình xin phép thưa các bạn luôn là cái người bán xe này á, bán cực kỳ có tâm. Khi bán á là còn thay cặp vỏ mới, sơn mâm đồ lại, thay dàn áo mới đồ cho anh Phát luôn. Nói chung là người ta cực kỳ có tâm, và cái người dọn xe này cũng là một người thợ đẳng cấp. Người ta dọn cái xe quá đẹp, tay nói thiệt là thật sự là dọn cái xe quá đẹp, nếu mà người yếu là không biết cái xe này có dọn luôn á. Rồi thì giờ em xin phép chỉ máy này ra và em làm tiếp cho các bạn. Thì bây giờ thì thử kiểm tra thử xe này có rớt đầu hay chưa. Thì cái xe này là đúng nghĩa là có rớt đầu rồi nha các bạn. Đó, con ốc đầu là có dấu xiết rồi nè. Mà giống như là ở đây là người ta dọn cái xe này quá lâu, quá liền luôn á. Thấy không? Nên là mình không thấy được. Có dấu xiết 4 ốc đầu luôn. Đó, nè, lấy cái tục dít á, nè con ốc này nè, nó có cái viền trắng luôn. Đó, đó chỉ cái viền trắng á, cái viền tròn á. Đúng rồi, cái viền tròn đó là đút đầu tiếp vô xiết nó có dấu á, mà bốn con nào cũng có luôn á các bạn. Đó, rồi bên đây có luôn nè, và cạnh nó cũng bị dập rồi ha. Rồi thì giờ em giật đầu xe này ra luôn. Má thiệt sự không ngờ ác bê tông á thì cháy cứng ác kẹt cứng đây nè, là một nè, tay giòn á thì nó rơ nè, rơ má nhắn luôn. Thì anh em đừng có bắt bẻ mình là lấy tay lắc không mà biết nó rơ nha, nhưng mà thật sự là ở đây rơ rất là nhiều. Xe này á cũng ác lắm, là cái đầu này nè, đó là một đường nước luôn, là do sử dụng nước mát lô á các bạn, sử dụng nước mát lô á, nó một đường nước luôn. Và cái xe này ông nào rớt đầu đẳng cấp luôn, cái mặt lon ghi ráp này nè, nó mục vậy nè, mà không chét keo lại mà nó không xì nước một hột, là thực sự quá đẳng cấp. Cái đầu này các bạn thấy là mình mới rớt ra nè, nhưng mà cái mặt này là người ta đã có mài, người ta giống như dạng mài với nhám á, chứ cũng không phải được mài phẳng như ở trên Sài Gòn mình hay làm nữa. Các bạn thấy nó xó, nó sọc 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 không, má đúng đẳng cấp, thực sự quá đẳng cấp luôn. Bê tông ở đây á là lấp luôn rồi mà chạy không kêu nha các bạn. Nè, mày thấy hồ không? Là ở đây là lúp luôn nha, mà chạy không kêu nha.
hụt lên nè. Thì tại sao? Tại vì ba vớ sình có đó mà hụt không lên cũng uổng. Đó, bu ri thì đáng gắn bu ri là chân ngắn chứ không phải gắn bu ri chân dài nha. Mà cái xe chạy không hợp xăng luôn, đồ độc vậy chứ. Thì xe này mình sẽ mở ở đâu mình quay ở đó. Thì xe này á thì nồi là làm rồi mà đi bố dán, bố thì là bố lô đó, nồi này là bố dán này các bạn. Má mà có quay một cái quan trọng là cái xe này nó không kêu. Má làm chủ xe chạy từ dưới Tiền Giang lên cũng không kêu. Đọc không? Rồi thì bây giờ em chẻ máy xe anh phát ra là xong hoàn thiện nè. Cái xe này cũ là người ta hạ nguyên máy xuống người ta rửa luôn á. Xe này thì bụng giữa chưa chẻ, nhưng mà đầu lòng nồi là làm rồi. Đầu là mài bằng tay bằng dĩa nhám luôn ha. Lòng cũng vậy luôn nè. Lòng này 150, 135. Số đã rửa sạch rồi, bắt đầu kiểm tra thử là số có hư hay không. Nắp bơm nước, chiếc keo. Cầm bơm nước là phút. Phốt bơm nước này cũng mới làm. Rồi, vậy giờ là em rửa sạch sẽ hết, em ráp lại máy mới ngay từ đầu. Chào 500 em vô bè. Thì sau clip này em rửa lốc này thêm lần nữa. Thật sự là cái này á, mình rửa toàn bộ đồ lại luôn chứ không phải một rửa một lần nữa. Bởi vì xe này như tình trạng các bạn gỡ ra, em rửa ngày hôm nay là tới ngày thứ tư thứ năm gì rồi mà em rửa sạch không có nổi. Giống như là nó sình đất cát đồ nó len lỏi vô trong cái máy xe của anh Phát nè, là xe dọn nó len lỏi vô quá sâu quá nhiều luôn. Bây giờ đây là lốc, lốc thì em rửa không à, chứ em không có bắn cát. Này đây camera vô xét hai lốc với em. Và cái này nó bị nổ mục luôn rồi, nó mục. Cái bạn mà thấy bông đen này nè là bắt đầu nó muốn mục luôn rồi nha. Đó, thực sự là em rửa cái này là em rửa cũng mấy ngày rồi chứ không phải là em mới rửa đây. Các bạn thấy là cái này nó ăn sâu nổi, vừa để chân lên cái là dính sình dính đất rồi trên chân liền. Phong phong tí tí. Rồi bên này em cũng rửa rất là sạch. Đó, nhưng mà sạch vậy là với em là chưa được đâu, em phải rửa tiếp nữa. Khi mà rửa thì những cái này á là nó nổi bông lên nè, thì bông này nó mới đẹp, là kêu là chất dinh của cái xe đó, bong 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 gì đó. Còn cái mà nó mục mà nó đen là nó khác nữa. Do này em thay thế do Numa. Với lại á, hồi bữa anh nói với anh Phát rồi, xe hồi bữa mình làm 4 xe là mua được 4 cái do anh Sư Bắc á. Ở dưới đó còn một cái do anh Sư Bắc, xuống lấy do anh Sư Bắc thay vô cho anh Phát luôn. Thì do anh Sư Bắc mình cũng làm giống vậy nè. Lát nữa có rảnh thì quay, không rảnh thơ khỏi. Thì giống như lấy dơ này đổi với dơ anh Phát đúng không? Xe nhà mà lấy dơ anh sẽ bắt lên ráp, dơ anh sẽ bắt luôn cho ảnh. Số xe anh Phát thì chưa có hư thì em không có thay. Nhưng mà bạn con nè, tiếp nè, thì em rửa tới đây quá sạch rồi đúng không? Đó, số thì không hư không thay, nhưng mà các bạn con nè, nó còn đó, hèm đất sình rồi nó còn đó. Mà nó vọt nha các bạn. Nó không phải là rửa ra mình là nó như là dạng mỡ bò, nó dính vô luôn rồi, nó kết dính lại thành một khối luôn rồi. Xe này thì giờ em để lại chuồng heo cũ, chuồng heo chưa hú, chưa hư đủ gì hết thì em không có thay, em để lại. Và không phải là nó chưa hư mà là do cũ người ta có tán chuồng heo này rồi. Đó, cho nên là nó mới không rơ. Nguyên nồi trước này á là em thay nguyên cái đế luôn. Là sẽ bắt nó có nguyên cái đế này. Đó, mình thay nguyên cái đế này và thay nguyên cái chuông mới. Ủa vô xe bắt đó đâu vậy? Rồi đây nè. Đúng rồi, 4 xe nè, đây vô xe bắt sẵn quay luôn. Ở đây em có sẵn cái vô xe bắt em thay cho anh Phát luôn.
các bạn nó rõ lắm các bạn. Nếu mà kêu giờ mà hình dáng hay là gì á thì các bạn có thể dễ phân biệt bằng màu sắc. Các bạn thấy do sự bắt á, cái nhôm của nó, thép của nó là thép trắng luôn nè, cái này là thép đen nè. Rồi từ cái đầu răng cho tới đầu cốt đồ á, nhông đồ cũng vậy, do sự bắt cái phôi của nó là thép trắng hết, rất là đẹp. Ừ, thực sự này là đợt em hên em mua được 4 cây thôi là em ráp 4 xe đầu á, nhưng mà một xe tứ quý 2 không có dọn em trả giờ, cho nên là dư ra em dọn cho anh Phát nè. Đó, hai cái đầu cốt rồi đồ rất là đẹp luôn, đẹp tuyệt vời luôn á. Răng cổ đồ các bạn thấy bên đây nè, nó vẫn là ngã chì màu đen đen, mày quay được mày thấy hai màu đỏ luôn không? Rồi đó thì đây dên sẽ bắn nó khác, với lại độ dục dên nó cũng khác nữa, chạy nhẹ lắm. Thì hơn sao còn đường cây đúng cây luôn nè, gắn danh Phát lát đổi thẳng qua luôn. Dên số sùng là sẽ thay một cặm sùng mới hãng luôn cho nó ngon. Nói chung là sẽ xe anh Phát là chen xe bơ rồi giờ làm là không cần hỏi. Xe này là xe thứ ba, xe này là xe thứ ba mình làm rồi, là anh này là chủ xe Sonic 63 lòng CMS AG 2000 á. Sùng xin cam hãng là phân xong bằng bên mâm lửa. Tiếp đến qua phần nồi, đang nói phần nồi lỡ cỡ quỷ kia nó chọt vô à. Cái này nếu mà thay nguyên bộ này nè thì lấy coi thử cái chuồng heo này có còn mới không, còn mới thay mới cho anh luôn đó, là như thay nguyên cặm nhôm hú luôn á, là xong nguyên bộ nồi. Mặt nhôm này thì không hư không thay. Thay lá bố màu đen dinh hãng, lá bố này là vip nhất là các bạn. Có nhiều bạn khi mà đi máy nóng á, cảm giác cái xe nó la luôn á, là do bố hết đó. Và xe ra bãi không là tất cả ra ở này nè, đó là bố hãng. Rồi là sao nồi, là sao đầu, là nắp, là sao dinh hết, không có độ gì hết. Lọc nhớt hãng ác cờ ác bê tông hãng bạc Indo, bê tông Indo, lòng Indo. Rồi lòng Indo, lòng nhập xịn, lòng 135. Bê tông Indonesia, mà Indonesia mà phải Indo xịn nha, chứ là Indo đẻo nha, đẻo và thua luôn á. Rồi bạc là bạc Indo xịn luôn, khỏi xé xé mất công, nó công bạc nữa. Rồi con ốc này là con ốc bánh cam là thay mới luôn đấy, ốc bánh cam. Con ốc này rất quan trọng nha. Rồi quan trọng là những cái phốt này nè, phốt này là phốt gì, phốt này là phốt bơm nhớt đầu dên. Phốt bơm nhớt đầu dên, phốt này là phốt bơm nước, phốt bơm nước hãng. Rồi cái này là cố bơm nước hãng. Rồi đây là xin hãng, phốt xúc bắp hãng, phun bạc đạn máy NTN xịn. Rồi tại sao mà kêu cái xe dơ, nó dơ len lỏi vô từng ngóc ngách luôn nè. Các bạn coi nè, em rửa là em rửa bữa giờ mà đất nó còn nè. Này gặp ổng có, ổng ở đây, ổng bực bực, ổng kêu thay luôn á nè. Thì bây giờ tiếp tục em rửa tiếp chứ mất công, mình tới lát nữa ổng qua, ổng kêu thay nữa, để ra đóng tiền nữa. Cái gì cũng thay hết, thu luôn á. Rồi báo số là chắc chắn phải thay. Em là một trong những người thay đồ nhiều nhất mà em gặp ổng á, em còn sợ cái gì ổng kêu thay hết á. Em luôn kiếm cách em giữ lại. Rồi nguyên lát nè, ron bơm nước nè, ron nồi nè, ron lửa nè, ron chân lòng nè. Thì thực sự là những cái này á là đồ đạt để chuẩn bị ráp cái xe thôi, chứ không có phải là đồ đạt là chắc chắn sẽ là 100%, và không phải là khi xài đồ nhiều đồ hãng vậy nè là nó sẽ ngon, mà là ngon hay không á là nó do cái tay Samurai kìa, đâu dơ hình mặt quỷ ra rồi đó. Thấy chưa, là do ngon hay không là do cái đó đó, chứ không phải là do những cái món đồ này đâu.
Bây giờ ráp lên coi thử là nó có hành, nó có giật gì hay không. Với lại á, dên á là thay tay nha các bạn. Tại vì bữa có người hỏi mình, ủa sao em không thấy cái dên anh trả giờ cho em. Là không phải là mình sẽ trả nguyên cây cho các bạn đâu. Hoặc là khi bảo dưỡng lại không phải là mình sẽ thay nguyên cục này mới cho các bạn. Nguyên cái cục này nó không có hư nổi đâu. Nó hư là nó hư bạc đạn nè. Nó hư hai đầu cút răng nè. Nếu hai đầu cút răng không hư là mình sẽ xài lại nguyên cái này. Là từ đây nè, trở ra và từ đây trở ra nè. Còn cái tay này nè, mình thay á là mình thay cái tay này. Đó. Mình làm là mình chỉ thay tay dên, mình không ép. Là mình quá sang rồi nha các bạn. Người ta là ép dên lại, là người ta thay những cái viên bi bự trong đây. Còn tay á là tay thay nguyên tay mới luôn bằng tay dên Uma là nó bền bỉ hơn. Đó. Bắt đầu ra là lù đồ đuổi tiếp nè các bạn coi nè. Ở đây. Cái này lát nữa em mở ra luôn á. Em quay trước mắt vậy thôi, lát nữa em quay cạnh nè. Nó len vô, nó len vô tới này nè. Má qua lần đâu qua đâu mày lấy lau chà đâu thiệt lỏng. Má nó không có ra nó dính gì á. Rồi à. Xe của ảnh này như là nó xình luôn rồi các bạn không? Ừ, nó xình luôn rồi. Giờ lát mở ra hết rửa từng viên bi, rửa từng cái đồ luôn. Nó cục vậy nè. Đó. Rồi. Em rửa tiếp nha các bạn. Nói chung máy này rửa lâu lắm, rửa rất là nhiều mà rửa không nổi. Bữa giờ từ lúc anh bỏ xe mình tới giờ là cũng 2 tuần rồi. Ngày nào mình cũng rửa đó. Rửa không nổi luôn á. Này rửa phải xả cước rồi phải kết hợp rất là nhiều. Xả cước lại rồi rửa quá chất rồi lại. Rồi cảm ơn các bạn. Xe anh phát á thì giờ số đồ là phải mở ra xả cước lại từ đầu. Đó, thì nãy giờ em rửa nè. Mà ở trong những cái sâu trong đây nè, dính đất cát nó dính sình ở trong đây luôn, thì mở ra em xả lại rồi mấy cái nhông đồ cũng vậy, em mở ra em lấy phần cái nhông em xả ra luôn. Những cái này thì giờ em xả ra em rửa tiếp nè. Và đó, rửa mà nó lên trắng được luôn rồi các bạn. Xả cước. Nói thẳng luôn là xả cước có, rửa có luôn chứ mà rửa không không có nổi. Rửa không có trắng nổi vậy đâu. Chào 500 anh em YouTube. Thì bây giờ em tiến hành ráp Exeter 4 số con tự động của anh Phát. Thực sự mình nói với bạn luôn, xe này ráp thì cũng rất là lỡ cỡ. Bởi vì giữa đồ mới và giữa đồ cũ, mình ráp á là mình thực sự cái này không phải là yêu cầu của anh Phát đặt ra nha. Nhưng mà do là mình tự đặt ra là mình đang muốn là cân đối, là mình muốn xài lại rất là nhiều đồ cũ trên xe ảnh. Bởi vì đầu tiên á là khi mà gia đình bán xe á thì gia đình có dọn một mớ. Rồi cái xe này tình trạng thì cũng đẹp nhưng mà chỉ có là máy á là quá xấu. Thì giống như khi mà dọn vô, ví dụ dần áo mà dọn vô mà các bạn đi 3-4 tháng thì nó cũ xuống. Rồi khi mà cái xe này mình dọn mới lên thì cái xe mình nó mới. Mà dần áo nó cũ cũng rất là khó khăn. Thì bây giờ dần áo mình đem đi quýnh bát đồ lại trước rồi. Hoặc là những miếng nào bể hoặc những miếng nào chạy là mình mua mới luôn. Mình không có sơn, không có giảm giá lại. Là đó, xử lý xong phần dần áo. Còn về phần khung sườn nè, là bắt buộc luôn là em đem đi em sơn tính điện lại hết nguyên khung sườn rồi. Đó. Bữa mình cũng hỏi ý kiến ảnh, anh nói là chơi thôi. Đó, em sơn cái điện lại hết cái khung sườn. Sơn cái điện lại thì nó mới chắc chắn được thôi à. Bởi vì chỗ này cũ là bắt đầu nó do là để cái bình ắc quy á, nó đọng nước ở đây nè, nó lên xét rồi. Xe này cái nắp lưỡi nữa nè, là bở. Bở nguyên nắp lưỡi luôn thì mình mua nguyên nắp lưỡi mới. Đó, nên các bạn thấy một cái xe thấy không, nó cũng cam go lắm, bở nguyên miếng dưới đây, mình mua nguyên nắp lửa này luôn. Khi mua nguyên nắp lửa này mình lấy cái vàng màu này mình sơn được cho vàng chân luôn, mình sơn được nắp nồi gấp rồi cái miếng tam giác kế bên rồi nữa. Xe này thì mình chỉ quay cho các bạn ba món là các bạn biết nặng đô liền. Đầu tiên ở phục mi trong là mình đã quay cho các bạn rồi nè. Đó, thì đầu tiên là phục mi trong, sau đó là cặp xi nhan Hy Lạp, tiếp đó là cái đèn chi bát, là thấy là biết bao nhiêu lúa rồi đó. Còn đồ em dọn ở đây thì sao? À, 1, 2, 3 món nặng lúa, đồng hồ cô sô tuyệt chủng. Thì thực sự hồi xưa giờ mình không phải hồi xưa giờ mà 2 năm rồi. 2 năm là 2 năm gì các bạn? 2 năm dịch đó. Mình mới tưởng đâu là nó đơn giản, tại vì hồi xưa anh em muốn mua đồng hồ cô sô rất là dễ. Cô sô chính hãng nha, rất là dễ. Cô sô ma hoặc là cô sô không rất là dễ. Thì sau 2 năm dịch đó là ngưng sản xuất, không mua được nữa. Và do là bên Malaysia người ta cũng không có đi qua lại được các bạn. Thì hôm nay em đang quay là ngày 13 tháng 6 năm 2022.
đó. Thì em đang mua cái đồng hồ Casio cũ này là của xe Tứ với Hai á, mà xe đó không dọn, xe đó nhường lại cho anh Phát nè, mua cũ lại mà đang 3 triệu mấy á, em không nhớ nữa, cay đắng lắm nha. Rồi còn tất cả phụ tùng em ráp xe thì hồi đó giờ làm sao, tất cả phụ tùng em ráp xe đồ hồi đó giờ là chính hãng hết 100%, cũ có, mới có, cũ là đây, đồ xi của anh em sẽ tận dụng lại, còn thắng con số em không thay nha, còn thắng số đó chủ xe cũ người ta cũng mới thay, dây dầu xe này em không thay nè, nhưng mà không thay thì bắt đầu em rửa lại. Rồi còn về những cái liên quan đến cao su là gì, ví dụ như cao su gấp, cao su đùm nè, rồi những cao su gác chân nè, cao su dàn áo, bao tay hoặc gì đó là em thay hết, nguyên cầm dầu tay thắng nè, cốc km rồi em thay hết toàn bộ. Rồi thì bây giờ là em sẽ tiến hành em dẫn cái xe này lên, em nói đơn giản thôi, cái xe này không có nói nhiều mệt đau đầu, nhưng mà đây là cái máy hồi nãy em mới quay clip ráp máy cho bạn xong đúng không, thì giờ em mới rửa thêm một lần nữa nè. Đó, em rửa thêm lần nữa là bắt đầu nó sạch hơn nữa rồi nè. Qua lăng đồ là em gỡ ra em rửa hết bên trong nè, hồi nãy rửa mà tay chân đồ két không đó, số là bắt đầu cũng gỡ ra rửa lại luôn nè, rửa từng dòng số, chà từng dòng số sạch sẽ nè, vệ sinh nè. Ừ. Rồi cuộn điện nè, cuộn điện là bây giờ bắt đầu chà rửa ở bên trong được tiếp rồi nè, hết sình hết đồ rồi nè. Nói chung là em không biết tài nghệ em giỏi hay em dở gì, nhưng mà đầu tiên là phải đờ ba sạch trước. Cái nhôm sinh dĩ đợt này là xài sơn EK nha các bạn, chứ không phải xài sơn DD, sơn EK này còn mắc hơn nữa. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, giờ em tiến hành em ráp lên đây. Chào 500 anh em YouTuber, thì hôm nay là em tiến hành kết thúc ráp xong xe Exciter anh Phát, dọn full mới lại từ đầu. Tại vì sao em dùng là từ dọn full mới lại từ đầu, thì bây giờ mưa lớn quá luôn rồi nha, thì bùn dễ sợ luôn á, quay qua đây quay dưới mưa luôn các bạn. Thì ở đây đầu tiên á là em bàn giao nội thất xong đi ha, rồi bắt đầu là em sẽ mai hết mưa em sẽ quay bên trong em giải thích. Rồi khoa quay ở đây IC cũ theo xe, full dây điện sườn mới, kèn Exciter 150, kèn Exciter 150 Q2 lắm nha các bạn. Dây dầu đây là dây dầu cũ theo xe chứ không phải là dây dầu mới nha. Ổ khóa đây là ổ khóa 6 bên đây nè em đó. Rồi, dây điện sườn mới mã 1S9 nè, là đúng dây điện sườn zin mới của nó luôn nha các bạn. Rồi dây ga, dây e, ở trên xe này á nó sẽ có những cái đúng và rất là đặc biệt, ví dụ ở đây ốc của nó là ốc số 7 đó, chứ không phải là ốc số 10 không hơn. Exciter thấy vậy, thực sự là nhiều anh em á, nếu mà nói về ráp mà ráp ốc dinh cho Exciter á, mình đảm bảo luôn chắc chắn 100% nhiều anh em sẽ có những sai sót. Đầu tiên là tại vì sao, bởi vì cái dòng xe này á nó chia ra quá nhiều đời và không có xe nào mà nhiều đời nè, S206 nè, S con tự động nè, con tay nè, 4 số nè, 5 số nè, 150 nè, 155 nè, quá nhiều, mà nội dòng S nhỏ này nè, cũng rất là nhiều đời. Và mỗi đời như vậy ốc ép nó sẽ khác nhau hết, ví dụ 206 ốc khác, 208 ốc khác, 209 ốc khác, 210 ốc khác. Và màu xi cũng vậy luôn, nó sẽ khác. Thì đây, mấy con ốc này là em không xi, em giữ lại, em rửa lại luôn nha các bạn. Máy ốc này lại không xi, em rửa lại để nó còn lại được cái màu ánh hồng zin hết. Và nè, nắp nè, nắp khí thải nè. Cái dàn ống ở đây á thì em chỉ thay khoảng là 30%. Tất cả xe anh Phát á, mọi thứ đều đẹp, chỉ riêng cái phần máy là nó quá xấu thôi. Ống là em giữ lại hết full toàn bộ. Rồi, nhưng mà ống xăng này là em thay. Tại sao? Cái gì mà liên quan tới xăng cũ á là cực kỳ phức tạp và khó xử lý. Các bạn nên nhớ cái bơm xăng của nó nằm tuốt ở dưới đây nè. Nếu mà sau này á bơm xăng này mới hư á, là phải gỡ thùng xăng ra mới thay được cái bơm xăng là một. Cái dây xăng này mà nó hư á, là phải mở hết cái dàn áo ra mới thay được cái dây xăng là hai. Và những cái sợi dây này đó em thay lại nè, đúng dây dinh hãng nó mềm xèo, nó đã lắm các bạn. Mà dây hãng nữa nó có cao su cách nhiệt ở ngoài nè, xài biết chừng nào nó hư. Rồi chỉ có trên xe này á em giữ lại ở gì, em giữ lại cái bình xăng, cái bình xăng con đó là trên xe ảnh giữ lại. Và bình xăng con này á là bữa là trước khi mà mình mở xe ra mình đã chạy thử rồi, bình xăng con xe này rất là ngon. Và cái xe này nó cái
khiếm khuyết duy nhất đó là của nó là ở trên chỗ hộp đựng bình ắc quy á. Dù là các bạn có thể thấy á, là hộp đựng bình ắc quy của nó ở đây nè, là nó nằm ở đây thì lúc nào ở trong đây á nó cũng dễ động nước hết á. Nè em tiến qua bên cho các bạn coi, ở trong đây nè nó có một cái chân. Anh em nào mà thay bình ắc quy xem mình rồi anh em sẽ thấy là nó có cái chân giống đó, thì nó sẽ bị động nước cho nên là bị mục sườn chỗ đó. Và thực sự tính anh Phát á, rất là dứt khoát. Ổng là một trong những người tính tình thoải mái mà không tiếc tiền, ổng nói làm mà phải làm cho kỹ, xài lỗi xài đồ cho xịn, bị là thay. Anh Tây không, anh Tây đừng có hỏi em, anh Tây tự quyết định hết. Là em làm cho những người vậy cực kỳ em thoải mái, bởi vì sao? Em làm cái đúng. Ví dụ như là hộp bô em giữ lại nè, bình xăng con giữ lại, những cái nào mà giữ lại hiệu quả em giữ lại, còn full nhang cho điện em thay hết. Đẹp nhất là cục sạc E150 và dắt chuyển sạc á. Những cái dắt này nè, các bạn thấy nè, khi mà lên sạc 150 nha, em không cắt bất cứ sợi dây nào trên xe của người ta hết, mà tất cả là xài dắt zin. Và ông nói trời sao mà cái mấy cái dắt này nó đẹp dưới tay, nó giả đúng anh. Thì mình xài tiền nào của đó mà, cái câu tiền nào của đó là đúng luôn á. Ví dụ nhiều người người ta lên bộ sạc có mấy trăm ngàn à, còn mình lên bộ sạc triệu mấy nó khác chứ. Cục sạc 150 zin hãng là 6,5, bộ dây điện sườn 300 mấy, bộ dây điện chuyển sạc nè. Mà biểu sao nó không khác, có nhiều người lên xong sạc 150 luôn có 200 mấy 300 mấy à, sao mà so sánh được đúng các bạn đó. Thì ở đây là full toàn bộ nội thất, khoa quay từ đây lên đây mình chạy giờ em thôi ướt xe ảnh. Xe thật sự xe anh Phát á đẹp á, thì em chưa dám nói đẹp bây giờ, em ráp hết rồi em sẽ cho các bạn biết đẹp hay xấu. Nhưng mà xe anh Phát á có nhiều cái nó lỡ cỡ lắm. Bởi vì sao em dọn xe này em cố gắng em giữ lại nhiều nhất có thể, nhưng mà tình trạng đồ trên xe lại không cho phép em giữ lại nhiều, bởi vì nó cứ 50-50 các bạn, nửa cũ nửa mới, nửa cũ nửa mới. Mà nếu không dẹp hết xây mới á, mà nếu mà không quyết định rõ ràng được á, nó cứ uổng hoặc đẹp xấu hoặc đẹp ít tiền nhiều tiền là nó rất là cân não nha. Ví dụ sườn mà nếu mà không sơn lại ngày hôm nay thì nó không đẹp gì đâu. Và dây điện nếu mà không thay mà đỡ lại luôn á, nó cũng không chuẩn và nó cũng không có đẹp giống vậy. Trong quá trình em làm thì thực sự hai anh em nhà gần nhau lắm, nên là anh qua anh coi xe anh biết là anh nôn. Mà trên xe này là đang là tập hợp những cái mới nhất, những cái độc nhất và những cái mà hot nhất năm này cho các bạn. Bởi vì năm này là nổi lên phong trào là Exeter đi mâm gì, rất là quay ngược trở lại quá khứ nha. Exeter đi mâm gì đó. Rồi bây giờ em tiến hành em ráp hết cái xe này cái đã, chứ không thôi mưa quá rồi để vô xe người ta kỳ lắm. Cảm ơn các bạn rất nhiều.